Vào thập niên 50 của thế kỷ trước ở Nhật Bản, thuận theo sự phát triển của ngành sản xuất điện tử, cụm từ tam thần khí đột nhiên trở nên phổ biến, đã từng gây náo nhiệt một thời gian dài. Tam thần khí trong tiếng Nhật có nghĩa là ba báu vật thiêng liêng. Khi đó, tam thần khí chỉ tivi trắng đen, máy giặt và tủ lạnh. Lúc bấy giờ, những sản phẩm này giá cả rất đắt, không chỉ là vật yêu thích của thời đại mà còn là hàng xa xỉ mà mọi người đều mong muốn, cũng được xem là biểu trưng của địa vị xã hội. Tuy nhiên, ít ai biết rằng tam thần khí chân chính là chỉ về ba thiên vật thực sự tồn tại, có điều chúng chưa bao giờ xuất đầu lộ diện cùng một lúc. Bí ẩn tam thần khí chưa ai nhìn thấy trọn vẹn. Thật ra, cụm từ tam thần khí không phải là từ ngữ mới, mà là mượn cách nói cổ xưa để thuyết minh ẩn dụ về thời đại. Tam thần khí chân chính thực sự là chỉ ba báu vật được các thiên hoàng Nhật Bản đời đời truyền lại. Chúng bao gồm Bát Chỉ Kính, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc và Thảo Thế Kiếm. Trong lịch sử, Thảo Thế Kiếm và Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc được gọi chung là Kiếm Tỷ, được định vị là vật đi cùng một thể với vương vị thiên hoàng, tức là không thể rời khỏi thiên hoàng nửa bước. Còn thần khí Bát Chỉ Kính là chỉ thần thể của nữ thần mặt trời Amaterasu, luôn được cất giữ trong thần cung Ise. Vì thế, tam thần khí không chỉ là vật chí bảo truyền đời của thiên hoàng Nhật Bản, mà còn là biểu tượng của vương thống, đạo thống, quyền lực và địa vị của họ. Vì vậy, khi thiên hoàng băng hà hoặc nhường ngôi, người kế vị đều phải cử hành nghi thức kế thừa để tiếp nhận thần khí. Năm 2019, thiên hoàng Akihito của Nhật Bản nhường ngôi, thiên hoàng Naruhito kế vị, từ niên hiệu Bình Thành đổi làm niên hiệu Lệnh Hòa. Ngày 1 tháng 5 năm 2019, tại Hoàng cung ở Tokyo đã cử hành nghi thức kế thừa kiếm tỷ rất trang trọng. Thủ tướng Nhật Bản và các quan chức chủ chốt của chính phủ, các nhà lập pháp, người đứng đầu tư pháp và các thành viên trọng yếu của hoàng gia đều tham dự. Trong buổi lễ, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc và Thảo Thế Kiếm đã được truyền giao cho tân thiên hoàng Naruhito, đánh dấu việc ông chính thức lên ngôi. Ngày 22 tháng 10 năm 2019, trong các nghi lễ lớn của nghi thức kế vị như nghi thức đăng quang tại chính điện, kiếm tỷ đều được mang theo bên cạnh thiên hoàng Naruhito, biểu thị quyền uy của thiên hoàng do thần truyền cấp, bố cáo thiên hạ người kế vị đúng theo dòng dõi chính thống, hợp lễ pháp, tôn trọng ý chỉ của thần. Lai lịch bí ẩn. Tương truyền, Cổ Sử Ký năm 712 ghi chép rằng Thái Dương thần thiên chiếu đại thần Amaterasu, còn gọi là nữ thần mặt trời, đã từng ẩn cư trong Thiên Nhâm Cung, một căn phòng bằng đá trên thiên thượng. Vì vậy mà thế giới liền mất đi ánh sáng, trời đất rơi vào cảnh tăm tối. Đối với việc này, 800 vạn thần tiên đã tập hợp, thương thảo đối sách. Một vị thần đề nghị thần chế tạo gương làm ra Bát Chỉ Kính, đồng thời dùng mọi cách để kêu gọi nữ thần mặt trời ra khỏi phòng đá. Kết quả, trong tiếng ồn ào náo động hô hoán của chúng thần, nữ thần mặt trời mở cửa phòng, nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong chiếc gương treo ngoài cửa. Nữ thần mặt trời cảm thấy kỳ lạ, muốn xem rõ ngọn ngành, liền đi ra khỏi phòng. Thế là thế giới lại xuất hiện ánh sáng. Chiếc gương này về sau trở thành một trong tam thần khí, chính là Bát Chỉ Kính. Theo tư liệu lịch sử ghi chép, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc là vật trang trí làm giá đỡ cho Bát Chỉ Kính, do Ngọc Tổ lệnh cho thần chế tác ra khi nữ thần mặt trời ẩn trong phòng đá. Tên của loại ngọc này bắt nguồn từ hình dạng và kích thước của nó. Hình dạng của nó giống như một cây cung, lại giống như một con cá âm dương, cho nên gọi là câu. Bát Xích là hình dung độ lớn của ngọc thạch. Còn Thảo Thế Kiếm là do Tố Tiên Ô Tôn, vị thần biển cả và bảo tố, lấy từ thân thể của rắn khổng lồ tám đầu khi giao chiến và chém đầu nó. Sau đó, ông đem thanh kiếm này dâng tặng cho nữ thần mặt trời. Lại nói, Quỳnh Quỳnh Chữ Tôn là cháu trai của nữ thần mặt trời, vân mệnh nữ thần, giáng lâm xuống nhân gian trông nom các vương quốc trên mặt đất. Đây chính là hậu duệ mặt trời giáng lâm, được nói trong thần thoại và truyền thuyết Nhật Bản. Trước khi hạ thế, nữ thần mặt trời đã ban tặng cho Quỳnh Quỳnh Chữ Tôn ba báu vật, chính là tam thần khí chúng ta đang đề cập phía trên. Nữ thần mặt trời dặn dò, chiếc gương này là linh hồn của ta, thờ cúng chiếc gương như thờ ta, khi bái lạy phải thanh tịnh thân tâm.
Điều này có thể giải thích lý do vì sao trên bàn thờ của rất nhiều ngôi đền ở Nhật Bản, vật được thờ cúng không phải là tượng thần mà là một tấm gương. Vào tháng giêng còn cúng bánh gương. Thực ra những tập tục này đều bắt nguồn từ truyền thuyết về tam thần khí. Vậy nên, theo cổ sử ký thì nữ thần mặt trời được xem là thần tổ trên trời. Cháu trai Quỳnh Quỳnh chữ tôn của bà nhận lệnh hạ thế trị vì nhân gian, là tầng tổ phụ của thiên hoàng đầu tiên của Nhật Bản, thiên hoàng Shima Tenno. Vì vậy, khi kế thừa vương vị, phải truyền lại kiếm tỷ là điều đương nhiên. Tuy nhiên, theo ghi chép của Nhật Bản thư kỷ, vì thiên hoàng thứ 10 Suzin sợ uy quan của nữ thần mặt trời nên đem thảo thế kiếm và bát chỉ kính ra khỏi cung điện. Sau đó ông cho tạo ra vật mô phỏng cất giữ bên mình. Mặc dù chúng không phải vật thật nhưng được đối xử giống như với vật nguyên gốc, xem đó là một phần của thần lực và thần linh. Đến đời thiên hoàng thứ 11, thiên hoàng Suinin, bát chỉ kính thật đã được chuyển đến thần cung Ise, cất giữ ở nơi sâu nhất của cung điện, xem nó như thần thể của nữ thần mặt trời để thờ cúng. Còn bát xích Quỳnh Câu Ngọc thì không có bản sao, chỉ có một duy nhất trên đời được cất giữ trong tủ thần của phòng kiếm tỷ ở ngự sở trong hoàng cung. Thảo thế kiếm thì được bảo quản trong đền Asuta ở tỉnh Aichi, bản sao thì được đặt trong phòng kiếm tỷ cùng với bát xích Quỳnh Câu Ngọc. Không được phép lộ diện. Bình thường thì tam thần khí được cất giữ cẩn thận trong mật thất, chỉ có vào ngày 23 tháng 11 hàng năm khi cử hành lễ tế năm mới thì mới được mang ra. Khi thiên hoàng tham gia cúng tế thần cung IC, đôi khi kiếm tỷ sẽ xuất hành cùng với ngài ấy. Tuy rằng tam thần khí được khẳng định là hoàn toàn có thật, nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa có một ai tận mắt nhìn thấy cả ba thần khí này. Ngay cả thiên hoàng cũng không được phép mở hộp bảo vật ở bên cạnh mình. Về điều này thì có rất nhiều lý do. Một cách giải thích phổ biến là tam thần khí vốn là thánh vật, vì vậy không được nhìn để giữ cho nó được thánh khiết, tránh không bị ô nhiễm bởi thế tục. Thường ngày, những người lo liệu điển chế quản lý thần khí trong hoàng cung sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các giới luật có liên quan. Họ đều là nhân viên thần chức, nghĩa là những người giữ chức vụ tôn giáo trong các cơ sở tôn giáo, ví như giáo sĩ, linh mục. Chuyện kể rằng vào thời Edo, từng có một vị giáo sĩ nhìn trộm kiếm thần, kết quả vị này đã bị kết án lưu đày. Lại có thuyết nói rằng, vào những năm đầu thời Meiji, thiên hoàng Meiji đã từng tận mắt nhìn thấy gương thần, nhìn thấy chiếc gương thần thánh như thế. Thiên hoàng không khỏi cảm khái nói, con cháu của ta sẽ không thể nhìn thấy chiếc gương này nữa. Kể từ đó, ngay cả thiên hoàng cũng không được nhìn. Trong ba thần khí này, chỉ có bát xích Quỳnh Câu Ngọc được đặt trong cung điện. Theo lời kể của vị thị giả quản lý khối ngọc này trong tang lễ của thiên hoàng Showa, mặc dù không thể nhìn thấy khối ngọc thạch, nhưng khi dùng hai tay bê chiếc hộp, ông có cảm giác rất nặng, dường như bên trong đặt một vật tròn tròn, có kích thước bằng một đứa trẻ. Tam thần khí của Nhật Bản có thể được truyền lại cho đến ngày nay, nhất định là có đạo lý. Và một trong những lý do đó chính là để cho người Nhật Bản nói riêng và nhân loại nói chung nhận thấy rằng tam thần khí không chỉ đi cùng với những truyền thuyết lịch sử đẹp đẽ và thần bí, mà còn kế thừa tín ngưỡng cổ xưa và duy trì lễ nghi truyền thống tốt đẹp của nhân loại, không giống như những tuyên truyền vô lý của thuyết vô thần hiện nay.